Phong thủy huyền môn có 3 đại kỳ thuật: gieo trồng sinh mệnh căn cơ, thất tinh trận và hoán mệnh cải bệnh thuật. Gieo trồng sinh mệnh căn cơ là đại kỳ thuật số 1, trong đó là vô địch trong các kỳ thuật thay đổi số mệnh. Đây là kỳ thuật đem đến thiên nhân hợp nhất. Thông thường tiên thiên bản mệnh được quy định bởi lúc thụ thai. Khí cha mẹ và khí trời đất ứng với nhau mà con cái đẹp đẽ, số phận sung sướng hay xấu hoặc nghèo. Đối với tiên thiên mệnh thì người ta xưa nay gần như không thể thay đổi nó. Người ta thường dùng các thuật để tác động vào hậu thiên, làm hài hòa số mệnh hơn. Nhưng có một số kỳ thuật có thể cải được. Đó là các kỳ thuật mà người ta có thể tiếp thu được gốc gác của sinh mệnh, thiên địa nhật nguyệt tinh tú linh khí. Nguyên thần mà nhiều dòng gọi là bản mệnh xuất phát từ bắt đầu thất tinh, nên dùng thất tinh trận hay thất tinh bổ vận thuật của Mao Sơn phái cũng là một thuật tốt. Nhưng nổi trội hơn cả đó là gieo trồng sinh mệnh căn cơ. Kỳ thuật này có thể dùng cho cả người không biết chính xác ngày sinh tháng đẻ. Thuật này thông qua một phương thức đặc biệt đem hồn phách, móng tay, móng chân, tóc hay thậm chí máu huyết, quần áo, giày, tên, ngày sinh, bát tự, an vào long mạch. Thông qua pháp mà câu thông vũ trụ linh khí, bổ túc bản mệnh, từ đó đem đến những hiệu quả tuyệt vời mà thế gian hiếm thấy. Tác dụng của thuật này có thể đưa ra dưới đây: cải tạo vận mệnh. Người sử dụng thuật này có thể thấy mọi việc thuận lợi hơn rất nhiều. Việc mà xưa nay thấy khó thì nay dễ dàng hơn, mọi thứ thuận lợi hẳn. Vận mệnh cho dù từ là kẻ vất vưởng rồi cũng sẽ gặp điều đại may mắn thay đổi cuộc đời nội trong 1 đến 2 năm. Cải tạo tài vận, thuật này một lần có thể khiến tài vận vượng, giống như có quan hệ tốt với thần tài vậy. Chữa bệnh cầu thọ, đối với bệnh nhân cho dù là ung thư một khi được thi thuật thì chữa bệnh hiệu quả hơn, bệnh tật dần dần biến chuyển, thọ mệnh có thể kéo dài 12 năm. Tôi là người đã giúp một cô bé Tây y bó tay sau 4 tháng, bác sĩ ngạc nhiên như có phép màu. Đối với người thường sinh cơ cũng có nghĩa đem lại cơ thể khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn, đem lại sự hòa hảo trong gia đình. Toàn gia đình mà làm chung một huyệt thì trên dưới thuận hòa. Vợ chồng làm chung một huyệt giống như là đã gắn số phận với nhau, sống đến già mà lại êm đẹp hạnh phúc. Trợ quan vận hanh thông, đề bạt thăng chức, quan trường thuận lợi. Trợ học hành tiến tới, khai mở trí tuệ. Cầu tử tôn, giúp có con nối dõi, khai phúc gia tộc. Trợ tu hành, đối với tu hành giả muốn đắc cao hơn thì thuật này cũng trợ giúp vô cùng. Thế nhân tu hành căn cơ giới hạn, một khi thi thuật thì bản mệnh sang tân, tu hành sẽ có tiến triển so với dự định. Nhiều kẻ cho rằng tu hành có thể cải mệnh, nhưng thử xem lại bát tự xem có đổi chăng. Trên đời nghe nói có kim đan đạo gia là có thể đắc đạo cải mệnh, kỳ dư toàn là nói bừa. Hóa giải tai sát họa hại, bình an vượt qua hạn chướng. Các loại huyệt chuyên dụng như tài huyệt, hoàng đế huyệt, có thể cầu chỉ có thể may mắc mà đắc, linh thông huyệt. Táng xuống thì người được thi hành có thể đắc ngũ nhãn lục thông, tu hành thuận lợi vô cùng khó kiếm. Có thì chả ai đưa ra cho người khác, thọ huyệt, cầu thọ duyên mệnh, vân vân. Đối với sinh cơ hướng với đối tượng nào đó thì các việc khác cũng vẫn thuận lợi hơn. Thuật này về cơ bản giống như đem chôn tổ tiên vào long mạch. Nhưng lợi là tác dụng trực tiếp đương sự. Từ đó con cái đương sự cũng sẽ được hưởng phúc, nghĩa là cha làm thì con cũng lợi. Nhưng không có tác động ngược nhiều. Tức là con làm cha lợi, lẽ dĩ nhiên là có nhưng co nhiều. Khi an xuống long mạch, kỳ hạn để hồn phách câu thông với mạch bất đồng. Chậm nhất thì 100 đến 120 ngày thì nối, nhanh thì sau 1 giờ, dần hành mão đắc, bất định với đối tượng. Từ đó linh khí dần dần tiến nhập tu bổ bản mệnh thân thể thông qua ngón tay, ngón chân và đỉnh đầu vân vân. Bất kỳ thuật nào cũng cần tích lũy đủ, giống như rót nước đủ để uống. Trong thời gian tích lũy vận số thuận lợi dần lên, cơ thể khỏe mạnh dần. Nội trong 3 tháng đến 2 năm sẽ có sự chuyển biến lớn lao, thay đổi hẳn mức độ cuộc đời. Ở Đài Loan, Hong Kong, Trung Quốc có khá nhiều người có thể làm sinh cơ. Đây là thuật được các đại gia minh tinh dùng rất nhiều. Tuy nhiên để đạt hiệu quả tối ưu thì người thi thuật phải là minh sư, đã có thể hiểu nhân quả và can thiệp. Lại là người có thể trực tiếp nhờ cậy sơn thần thổ địa trông coi mà bảo vệ tác dụng. Hay nói cách khác là người đã có lục thần thông làm là tốt nhất. Ở Đài Loan dạo qua một số nơi thì họ thi thuật thiếu thốn, tuy nhiên hiệu quả vẫn là kỳ diệu. Phí dụng Đài Loan tính ra tiền Việt dao động khá lớn, tính ra tiền Việt có thể lên tới vài tỷ đồng Việt Nam. Đài Loan, Hong Kong thường là mua đất rồi làm, không phải dùng long huyệt gắn núi sông lớn. Thậm chí có nơi ở Hong Kong còn dùng một huyệt cho nhiều người, tác dụng sẽ giảm đi rõ rệt.